Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ringer Lactate Intravenous Infusion. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Ringer Lactate Intravenous Infusion cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Ringer Lactate Dạng bào chế Dung dịch truyền Công dụng Dung dịch tiêm truyền được chỉ định dùng trong các trường hợp sau. Thay thế lượng dịch ngoại bào bị mất, mất nước đẳng trương. Tình trạng mất muối, tình trạng nhiễm toan nhẹ đến trung bình do chuyển hóa. Thay thế chất điện giải khi bị bỏng. Thay thế thể tích trong lòng mạch trong thời gian ngắn. Làm dung dịch vận chuyển cho các dung dịch điện giải và thuốc tương hợp. Cách dùng. Dùng đường truyền tĩnh mạch. Trong trường hợp đặc biệt phải truyền nhanh dưới áp lực bên ngoài mà có thể là cần thiết trong tình trạng cấp cứu. Trước khi bắt đầu truyền, toàn bộ khí phải được tống ra khỏi chai. Nếu không sẽ có nguy cơ gây tắc mạch trong khi truyền. Liều dùng. Liều dùng phụ thuộc vào tuổi, cân nặng và tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Liều trung bình 2000 ml mỗi ngày. Tốc độ truyền 120 đến 180 giọt 1 phút, tương ứng với 360 đến 540 ml một giờ. Lưu ý, liều dùng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Liều dùng cụ thể tùy thuộc vào thể trạng và mức độ diễn tiến của bệnh. Để có liều dùng phù hợp, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên y tế. Chống chỉ định Mất nước ưu trương và nhược trương Tình trạng ứ nước, phù nề Tình trạng nhiễm kiểm Tình trạng tăng kali máu, tăng nát trì máu Suy thận Tổn thương gan nặng Lưu ý khi sử dụng Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân cao huyết áp cần theo dõi thường xuyên cân bằng điện giải và nước trong huyết thanh cần hết sức thận trọng khi chỉ định cho các bệnh nhân có nồng độ lác tát tăng cao hoặc thiểu năng hấp thu chẳng hạn như các bệnh nhân đang bị sốc sung huyết tim chứng giảm oxy khi hít vào hoặc bị bệnh tê phù beji beji tính tương hợp của bất kỳ thuốc bổ sung nào khác pha vào dịch truyền cần được kiểm tra trước khi sử dụng phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Nhà sản xuất Sija Hoang no 4 Pharmaceutical, Trung Quốc Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Ringer Lactate Intravenous Infusion. Đồng thời biết cách sử dụng Ringer Lactate Intravenous Infusion sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.